Ồ, xin mời nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Món Tô Huy Trung. Hôm nay thì bên em vừa về một chiếc Mazda 3 đời 2004 nha, sản xuất 2004. Đấy. Mazda 3 của Nhật Bản nha. Rất là bền, dòng này được cái rất là bền nha. Xe con này thì có mạch máy có 1.6 thôi, phun xăng điện tử, chạy rất là xăng anh em. Xe này thì em mới vừa về salon, em đang mới vừa rửa tẩy rửa rồi xong hết, dọn sạch sẽ cho anh em hết rồi. Anh em về là chỉ có việc sử dụng thôi, không phải làm gì thêm đó nha. Sơn đồ, nước sơn xin thêm xe hầu như còn khá là nhiều. Đấy, người ta chỉ có bấm tút sơ sơ vài chỗ thôi. Những cái tay nắm cửa được mạ chrome, kính chiếu hậu rồi kính chỉnh điện hết. Xe nói chung là còn khá là đẹp nha anh em. Xe được trang bị 5 mâm đúc nguyên bản thêm xe. Đấy, mâm đúc mà đã được sơn màu đen rồi nha. Rất là thể thao. Xe thì dòng Mazda này thì nhìn form dáng rất là thể thao. Xe được trang bị phanh ABS, hai túi khí đằng trước và bên người lái và bên phụ ha. Xe thì còn rất là đẹp, anh em nào mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Em thì em mới lấy của người dân đi về thì em tẩy rửa dọn rửa thôi, chứ em cũng chưa có làm gì nhiều bởi vì xe nó đã quá hoàn hảo rồi, mình không cần phải làm gì thêm nữa nha. Xe thì trang bị một cái camera hành trình tích hợp camera D, camera hành trình Android đó ha, rất là đẹp. Và tích hợp cam lùi luôn. Và đầu CD 6 đĩa theo xe. Xe nói chung là còn rất là hoàn hảo nha. Anh em nào mua về có việc sử dụng thôi. Sơn si xung quanh bên ngoài xe thì còn rất là đều, đèn đuốc thì rất là đẹp. Xe này thì em bán giá là chỉ có 220 triệu bao vận chuyển thôi nha anh em. 220 triệu bao vận chuyển thôi. Rất là hợp lý cho anh em mua về sử dụng luôn ha. 220 triệu nha. Đấy, xe thì đã được dán phim cách nhiệt toàn thân rồi và có một cái chắn 2-4 cái chắn mưa. Hay một cái râu đuôi cá vút lên để ăn bắt sóng ăn tên. Những cái tay nắm cửa được mạ chrome nhìn rất là sang ha, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, rất là đẹp. Xe thì nước xanh rồi nhớt rồi, em mới vừa thay cho anh em xong. Khám thì đến tháng 11 năm 2019 nha anh em. Nó hơi nhòe nè, đấy. Khám đến tháng 11 năm 2019. Xe thì nói chung tương đối là nét đó anh em. Tương đối nét nha, anh em nhìn cái đường chỉ của nó nè. Đấy, anh em thấy xe nó còn rất là đẹp luôn. Bởi vì trời ơi em nó hơi mưa nè anh em, nên là nó hơi ồn, anh em thông cảm. Đấy, form dáng rất là đẹp, biển 92 Quảng Nam nha. Xe rút hồ sơ chỉ trong một nốt nhạc thôi. Ai cần rút hồ sơ thì em bao luôn. Bao vận chuyển, bao hồ sơ nha anh em. Thời buổi khó khăn, em bao hết cho anh em luôn. Anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Bao vận chuyển, bao hồ sơ luôn nha anh em. Đây, nội thất bên trong đây. Ghế đã được bọc da rồi, rất là đẹp, da và chỉ đỏ nha, nhìn rất là thể thao. Xe thì của anh trẻ trung mới đi nên là rất là thể thao. Những cái phần trong đây được ốp nhựa rồi nè, mạ ốp nhựa rồi, rất là đẹp. Xe anh em mua về là rất là sạch sẽ luôn. Củ số thì người ta cũng đã thay theo củ số mạ vân gỗ cho nó trùng màu, trùng tông với lại cái ốp gỗ này. Đấy, đây là cái hộp để than thuốc, đây là sạc điện thoại. Đấy, điều hòa âm thanh loa đầy đủ nha. Màn đầu hồng CD 6 đĩa theo xe. Đấy, xe được trang bị hai túi khí là hai bên nè. Đấy, túi khí bên đây. Máy móc 1.6 nha anh em, nổ rất là êm. Máy 1.6 nổ rất là êm, hoạt động rất là hòa tốt, hoạt động êm ái. Đấy. Xe nói chung là anh em về là chỉ có việc sử dụng thôi. Bảo đảm con này là không dịch vụ, không taxi nha anh em. Màn hình đây, màn hình Android đây anh em. Android rồi cam hành trình, cam dê đầy đủ hết nha anh em. Em sẽ dê lùi cho anh em xem. Đấy, anh em thấy rõ không? Rất là rõ nét nha. Màn hình này thì 7-8 triệu nha anh em. Bởi vì nó full màn hình, full bản nè. Nó không có nhỏ xíu như những cái camera khác anh em ha. Đấy. Đấy, rất là nhiều thứ chức năng trong đây, anh em về khám phá. Còn cái màn hình đây rất là đẹp luôn. Màn hình 6 đĩa theo xe nha anh em. Đèn đuốc rất là đẹp, đi ban đêm rất là sáng nha. Đấy. Đấy, bảng đồng hồ theo xe đây. Rất là hoàn hảo nha anh em. Gạt mưa tự động nha anh em, gạt mưa auto nè. Mưa auto. Khi là gạt mưa auto là khi có nước là tự động nó sẽ sáng nha anh em. Tự động nó sẽ gạt. Đèn auto luôn, đèn auto là khi mà anh em đi ban đêm là đèn nó tự nó sáng nha anh em. Đấy. Điều hòa máy lạnh rất là mát.
Âm thanh nghe rất là hay nha anh Thanh. À, em, âm thanh là bắt chép đầy đủ hết nè, lo chép, lo bắt, rất là hay. Rồi tháng năm qua dần anh cùng đã trông thấy được vòng tay em ôm anh nhưng trong tim. Em mở cho anh em nghe xíu thôi chứ nó bản quyền rất là phiền phức anh em ha. Xe đời 204 đăng ký 205 nha, có đèn bên trong đầy đủ hết, xe nói chung là không thiếu thứ gì nha anh em. 204 đăng ký 205 hết đa 3. Còn giấy tờ anh em xem đây nha. Đấy, giấy tờ đây. Anh em xem kỹ giúp em khỏi chụp hình rồi mất công. Đấy, Tâm Kỳ Quảng Nam. Đấy, 204 đăng ký 205. Đấy. Xe rất là ok anh em, chính chủ nha. Rút hồ sơ trong vòng một nốt nhạc thôi. Nên là anh em yên tâm cái vấn đề giấy tờ, thủ tục, học đầy đồ bên trong rất là rộng rãi anh em ha. Thấy không? Xe nói chung rất là chất. Màu bạc nó nhìn rất là sáng xe. Những cái tay nắm cửa đồ kính đây, em test cho em xem luôn. Xe được dán phim cách nhiệt toàn thân rồi nên là đi rất là ok. Bản đồng hồ nè, không một lỗi nhỏ nha anh em. Xe chạy này, đấy. Xe chạy 19 vạn, đấy. Đấy, gương kính này chỉnh rất là ok anh em. Xe thì không lỗi, anh chị em nào mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm bất cứ một thứ gì thêm hết nha. Con xe này, đối với con xe này, nhớt thì em cũng đã thay, nước xanh em đã đổi xong tình nước lã thông minh sang nước xanh rồi. Nên là rất là ok. Thay gương sau đây anh em. Chỉnh rất là ok nha, không một lỗi nhỏ. Xe thì em mua về của người dân, nhưng mà người ta đi người ta giữ rất là kỹ nha anh em. Máy lạnh điều hòa rất là mát. Đấy, xe đèn đốt đây, đèn cấp độ đèn sáng của nó nè, rồi chỉnh sáng tối này, đầy đủ hết. Số má rất là nhẹ nhàng nha anh em. Dòng Mazda được cái đi rất là nhẹ nhàng, đi rất là nhàn nha. Không tha khác gì xe đời mới, với lại được cái là nó rất là tiết kiệm xăng. Vòng tay em ôm anh nhưng trong tim là người khác. Bàn tay vẫn nắm thật chặt, nụ hôn vẫn cứ dịu. Máy nó có 1.6 thôi anh em. Máy nó có chấm xấu rất là lợi nha. Chấm xấu mà gặp nó số sàn nữa thì nó chạy khoảng tầm là cao lắm là có 7 đến 8 lít thôi, không hơn đâu nha anh em. Đấy, tắp bi rồi rất là sáng sủa nha. Đó, chị niển đồ zin theo xe, tem zin đây, không có một lỗi nhỏ nha. Mình mua về con này thì về nó đi rất là ok. Đấy. Ơi em nó hơi mưa nên anh em. Đấy, xe thì mới vừa rửa xong. Anh em nào có thiện chí thì cứ vào ngay huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xem xe. Còn anh em nào ở xa thì em sẽ bao vận chuyển, bao hồ sơ cho anh em. Còn anh em nào vào chạy về thì em bớt 3 triệu. Đấy, còn không rút hồ sơ thì em bớt 2 triệu nha. Bởi vì có hồ sơ Quảng Nam thì rất là rẻ. Đấy, sẽ mở cốp cho anh em xem nha. Đấy. Xe thì em bao vận chuyển, bao hồ sơ nên là anh em yên tâm về cái vấn đề đó nha. Đấy, em sẽ mở cốp cho anh em xem. Máy đang nổ đây anh em, rất là êm. Đấy. Đấy, chỉ niển đây, anh em thấy không? Nắp capo mà anh em thấy nó còn đẹp cỡ này là anh em biết xe nó còn độ chất cỡ nào rồi. Cột kèo thì đây, anh em nhìn đây, cột kèo vẫn còn nguyên bản theo xe hết, chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước gì hết nha. Đấy, cột kèo đây anh em. Xe rất là ok. Xe thì bên em bảo đảm 100% với anh em là không có dịch vụ đâm đụng, không có tai nạn đâm đụng ngập nước nha anh em. Nếu như xe mà có đụng tâm đụng tai nạn ngập nước thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với anh em nha. Còn xe này thì gia đình người ta đi chính chủ, không có một ngày dịch vụ, không một ngày taxi và ngập nước hay là đâm đụng thì cũng chưa có vấn đề đó. Đấy. Đấy, xe còn rất là chất nha anh em. Xe mà màu bạc anh em nổ. Đấy, xe đang nổ đấy, anh em nghe thử đi. Đứng bên ngoài hầu như là không nghe tiếng xe nó nổ luôn, bởi vì nó rất là êm. Máy nó có chấm xấu thôi, phun xăng điện tử nữa. Sau này có một cái gạt tàn thuốc này, này. Đấy. Ghế da người ta bọc lại rất là đẹp, da bọc màu đen ha. Nhìn xe nó sạch lắm. Xe thì em về tẩy rửa vệ sinh lại cho anh em hết rồi, rất là thơm tho sạch sẽ. Anh em mua về là có việc đi thôi, không phải làm gì thêm nữa nha. Đấy. Anh em nào có mua xe Huy Trung ô tô thì anh em cũng đã biết rồi. Vào xem thì em đã dọn rất là sạch luôn. Anh em vào là xem là có thích thôi. Giá em bán nó cũng hợp lý theo giá thị trường nha anh em. Không có bán trên lệch quá cao anh em.
Xe thì quyền nào của đấy thôi. Xe thì ví dụ như mình bỏ ra cao hơn khoảng 10 đến 20 triệu mà mình mua được một chiếc xe ưng ý thì nó rất là một cái điều rất là may mắn. Anh em có khi anh em bỏ ra số tiền nó cao nhưng mà anh em mua lại xe đâm đụng ngập nước thì nó không có hay ha. Đấy. Cái xe này thì em bảo đảm 100% với anh em là chưa có hiện tượng đâm đụng hay là ngập nước. Đấy, tem đồ anh em nhìn này. Xe anh em vào anh em thấy mấy xe nó chất. Chứ anh em quay video thì nó cũng còn khoảng 70-80% thôi, nó không còn đẹp lắm. Nhưng bên ngoài thì em tả cho anh em rất là chuẩn luôn. Xe một bạc nha anh em. Đấy. Một bạc. Đời 2004 đăng ký 2005, mỗi xe Mazda 3 như thế này rất là đẹp luôn. Đấy, giá em bán thì có 220 triệu bao vận chuyển bao hồ sơ cho anh em nha anh em. Hồ sơ Quảng Nam này thì nó rất là rẻ thôi. Đây đèn đuốc để em đánh bóng lại nó rất là sáng nha anh em. Đấy, đèn rất là sáng sủa. Xe về là không phải làm gì thêm nữa đâu. Máy đang nổ đó, rất là êm luôn. Em sẽ dỡ máy cho anh em xem ha. Rồng sơn con này thì nó rất là mỏng nha. 220 triệu, ai cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tàu huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, thị trấn Ái Nghĩa nha anh em. Đấy, mở máy cho anh em xem luôn. Đây nè, máy đang nổ rất là êm. Máy móc sạch sẽ, nước xanh thì em mới vừa thay xong nha. Đấy, cột kèo anh em nhìn nè, chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hay ngập nước vậy anh em. Đấy, cột bên này, một này người ta đã sơn màu đen rồi. Đấy. Chưa có hiện tượng đâm đụng ngập nước nha anh em. Máy móc đây nổ rất là êm, khô ráo, sạch sẽ nha. Đấy, những cái mà chữ đồ của nhà sản xuất đồ nó còn nguyên hết nè. Đấy, máy zin nha anh em, máy còn zin nè. Đấy. Xe rất là đẹp luôn. Máy móc chất nha anh em, khô ráo, sạch sẽ nha. Không có vấn đề đâm đụng hay là ngập nước gì hết nha. 100% anh em vào xem xe trực tiếp thoải mái. Đấy, cột kè hai bên đây. Đấy, máy móc khô ráo sạch sẽ nha anh em. Máy móc nổ rất là êm. Máy chấm 6 phun xăng điện tử số sàn, chạy khoảng 7 đến 8 lít thôi nha anh em. Rất là lợi xăng, dòng này chạy rất lợi xăng. Đấy, anh em nào mà gia đình kinh tế thấp thì mình mua về vừa đi vừa chạy dịch vụ rất là ok nha. Đời 2004 đời cũng khá là ok. Phom dán nhìn cũng rất là đẹp anh em thấy không. Phom dán con này không thua ai hết. Nên là anh em mua về chạy dịch vụ quanh quanh bên nhà, xóm giềng quanh nhà thì rất là ok. Thì con này nó có máy chấm 6 thôi, chạy rất là lợi. Anh em có thể chạy dịch vụ được nha. Phom dán anh em nhìn xe nó sáng lắm. Nhìn anh em có thể chạy dịch vụ đám cưới đồ quanh quanh ở trong huyện cũng được. Còn đối với người ta thì mình không thể bì được với lại xe đời mới, Mazda 3 đời mới đó nha. Mình không thể bì được, nó 6-700 triệu lận. Chiếc xe này nó chỉ có bằng phần nửa thôi, chưa tới phần nửa của nó, 1 phần 3 thôi. Nên là anh em không thể so bì ha. Với lại một cái giá tầm tiền 220 triệu mà xe như thế này thì nó quá là đẹp. Nó không thể còn gì là sắc nét hơn. Đấy, giá em bao vận chuyển bao hồ sơ cho anh em luôn. Đấy, anh em nhìn cái đường cong của nó này. Nó vuốt theo nó rất là đẹp nha. Xe về anh em có việc sử dụng thôi. Máy chấm 6, máy lạnh, điều hòa, âm thanh, loa đài đầy đủ hết. Xe không thiếu cái gì nha. Ai cần thì liên hệ số điện thoại 0905 356 663 xem xe tại huyện Lộc, tỉnh Quảng Nam. 0935 146262 ha. Mazda 3 đời 2004 rất là đẹp. Đấy, còn gầm bệ của em nó thì nói chung là mục mọt thì chưa có hiện tượng nha. Đấy, gầm bệ đây rất là chắc chắn nha anh em. Đấy, xe thì chưa có hiện tượng mục mọt gì đâu. Những cái lốp thì nó còn khoảng 70-80% hết. Lốp đều nha. Đấy, xe thì rất là ok. Ai thích thì nhanh tay liên hệ nha. Xe rất là hợp lý, em bán giá rất là hợp lý luôn. Bao vận chuyển, bao hồ sơ cho anh em luôn nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé.